không trái bóng, không sân cỏ, không phải sẵn sàng cho một buổi tập hay thi đấu. Các cầu thủ nhí U13 Việt Ten đang có những phần tập dượt cho một buổi lễ đặc biệt, một hoạt động ngoại khóa kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra một dấu ấn đặc biệt. Nhân vật chính không phải là các tài năng trẻ này, mà là các huấn luyện viên, những người thầy. Chúng con may mắn và rất tự hào khi có các thầy luôn bên cạnh, rất đường chỉ lối. Cảm ơn các thầy rất nhiều vì luôn dành thời gian dạy bảo và chăm sóc chúng con. Chúng con xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng các thầy. Trên sân tập, huấn luyện viên Minh Dũng và các cộng sự trong ban huấn luyện là những người kỷ luật, nghiêm khắc. Nhưng ở ngoài đời, họ chẳng khác nào người cha, người mẹ thứ hai của các em, lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ cho tới chuyên môn. Với những đứa trẻ yêu bóng đá, khát khao trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai này, không được ở bên gia đình ở lứa tuổi này là một thiệt thòi. Nhưng bù lại, các em không bao giờ cô đơn vì luôn có các huấn luyện viên ở bên cạnh. Và hôm nay là lần đầu tiên các em được bày tỏ tình cảm của mình. Sự tri ân của các cầu thủ nhí và phụ huynh khiến ban huấn luyện U13 Việt Ten hạnh phúc. U13 Việt Ten đang có một lứa cầu thủ nhí được đánh giá rất tài năng. Và với những người thầy, mong muốn giúp các em trưởng thành, tỏa sáng trên sân cỏ là điều lớn lao nhất. Người